Bây giờ ngày hôm nay đối với dịch bạn hát bài gì? Sau đây thì em xin gửi tặng mọi người và tất cả các bạn đang có mặt ở đây bài hát Bếp Mưa. Bếp Mưa. Có dấu hiệu của sự rung động. Rồi giờ muốn quay luôn không? Rồi quay luôn đi, rồi có là âm nhạc vô. Hay quá, chị ơi. Hey, wait, mate.